Xin chào các bác, xin chào các cô, xin chào các chú. Hôm nay ba mẹ của con xin dâng tới các bác, các cô, các chú một món ăn mới, đó là món thịt gà nướng xiên cay. Mời các bác, các cô, các chú vào bếp cùng ao về. Nguyên liệu của chúng ta cần hôm nay là 1 kg thịt gà Maryland không xương các bạn, 1 trái cam, ngò rí, dầu mè, bột nêm, đường, bột tỏi. Các bạn không có cái bột tỏi này thì các bạn dùng tép tỏi cũng được. Sweet chili sauce là ớt chua ngọt các bạn, nước mắm và cái cây xiên này. Cái cây xiên này mình có nói với các bạn rồi là các bạn nên ngâm vào nước trước, nước lạnh để cho khi nướng lên nó không bị cháy cây các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta làm món thịt gà nướng xiên cây các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ là cắt thịt ra rồi để chúng ta ướp các bạn. Thịt thì chúng ta cắt thành từng miếng để làm sao tí nữa chúng ta sẽ cho vào cây chúng ta xiên các bạn. Và chúng ta sẽ cắt ra thành từng miếng này các bạn, từng cục các bạn. Chúng ta sẽ cắt ra để chúng ta đem ướp các bạn. Và chúng ta sẽ thái ngò rí cho các bạn. Và chúng ta sẽ cho là một bó, thì tùy theo các bạn muốn ăn nhiều thì các bạn bỏ nhiều các bạn, cho nó thơm. Và chúng ta sẽ bằm nhỏ nó ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vắt nửa trái cam vào cái thịt gà đây các bạn. Đấy, chúng ta đã có ngò rí ở trong này rồi. Cái mục đích của cái việc vắt cam này là để cho khi mình nướng lên nó sẽ có màu vàng nha các bạn. Và nó có cái mùi thơm rất là ngon các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cho nước mắm là 2 muỗng ăn cơm. Chúng ta sẽ cho là 2 muỗng cà phê bột nêm vào các bạn. Rồi chúng ta sẽ cho một chút xíu đường vào các bạn. Một chút xíu thôi. Rồi cái này thì tùy mình. Chúng ta cho đường mà để cho nó có một chút xíu cái vị ngọt các bạn. Mấy cái thứ hai là để cho nó không có bị cháy. Rồi chúng ta sẽ cho bột tỏi vô. Các bạn không có cái bột tỏi này thì các bạn có thể là cho 2 tép tỏi. Cái bột tỏi này thì nó thơm hơn các bạn. Mà mình rất là chuộng. Mình thích cái mùi vị của nó. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho dầu mè vô. 1 muỗng ăn cơm dầu mè. Để cho vào chúng ta sẽ ướp cái thịt gà. Mình sẽ cần là 1 muỗng tablespoon là muỗng ăn cơm ớt chua ngọt các bạn. Ớt chua ngọt này tiếng Anh của nó là sweet chili sauce. Rồi sau khi đã bỏ các cái nguyên liệu gia vị vào thì chúng ta sẽ ướp đều lên các bạn. Hiện nay mình đứng đây mình ngửi thấy cái mùi dầu mè và mùi tỏi rất là hấp dẫn các bạn. Rồi chúng ta sẽ wrap lại. Rồi chúng ta sẽ để nửa tiếng nha các bạn. Để cho tất cả mọi thứ gia vị nó ngấm vào. Rồi chúng ta sẽ đem ra chúng ta nướng. Là cái gà của mình đây, mình ướp xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đem chúng ta xiên cây nha các bạn. Mình đã để được nửa tiếng rồi, để cho nó ngấm nha các bạn. Đấy, chúng ta làm gấp thì 15 phút cũng được. Nhưng mà nếu mà các bạn có thời gian, các bạn để nửa tiếng thì là mình nghĩ là nó tốt hơn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đem vào chúng ta xiên cây. Đó, thịt gà chúng ta sẽ đem xiên vào cây. Các bạn có thể là cho thêm nấm hoặc là độn thêm vào đây nha các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn là mình chỉ làm thịt gà thôi. Đó, mình xiên thịt gà rồi mình nướng than. Tùy theo cái sở thích của các bạn có thể cho là nấm hoặc là hành hoặc là ớt chuông nha các bạn. Đấy thì tùy mình. Nếu mình thích cái gì thì mình cho thêm vô. Các bạn có thể làm cái món này vào trong các cái dịp Tết barbecue hoặc là tiệc tùng các bạn. Chúng ta có thể thay đổi. Đấy, cái phần thịt gà mình đã xiên xong rồi các bạn. Đó, chúng ta sẽ chuẩn bị tiến hành là chúng ta bỏ ra bên ngoài chúng ta nướng than. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho cái thịt gà của mình lên nướng than đó các bạn. Đó, mình sẽ cho lên bếp mình nướng.
Đấy, mình sẽ cho lên bếp mình nướng các bạn. Đây các bạn, cái bếp nhỏ này thì nó có một cái hay là nó rất là gọn gàng và dễ sử dụng. Mà nó, đấy các bạn thấy. Nhưng mà nó có một cái dở là cái nó rất là nhỏ, cho nên là chúng ta không có thể để lên sang bên hông để cho thịt nó lúc nào nó cũng nóng các bạn. Đấy, xong là chúng ta phải bỏ ra liền. Đấy, chúng ta quạt thường xuyên. Bởi vì cái than này mình mua cái than củi cho nên là nó drop xuống là nó hay bị bốc lửa lên các bạn. Đấy, nhưng mà anyway thì các bạn nhìn cái miếng thịt hiện tại là mình đang thấy rất là hấp dẫn đây. Đó, mình đã nướng xong được 4 xiên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho tiếp 5 cái xiên còn lại. Tổng số của mình là 9 xiên. Đó, mình sẽ đây cho bên mình nướng đây. Đấy, mình ăn sẽ ăn theo kiểu dân dã mà rất là ngon các bạn. Đơn giản thôi. Đấy, chúng ta có thể ngồi tại nhà rồi chúng ta nướng thịt rồi chúng ta nhâm nhi các bạn. Có bạn bè tới thì càng đông vui. Thôi, của mình giờ được rồi các bạn. Mình sẽ lấy ra. Ok đây. Everything alright đó. Xin kính mời quý vị thưởng thức món gà xiên nướng. Đấy, chua cay. Rồi, cái món thịt gà xiên cây nướng hôm nay là kết thúc các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.